Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái thao tác với hình vẽ, hình ảnh trong Word. Các bạn biết đây là cái việc xử lý các cái hình ảnh, ví dụ như các bạn cần vẽ đường thẳng, hình chữ nhật, rồi vẽ các cái ký hiệu của trên các bản vẽ điện, hoặc là bạn sử dụng chèn các cái hình ảnh minh họa vào trong một cái hình ảnh ở trong Word thì nó rất là quan trọng, các bạn sẽ rất hay phải sử dụng. Thế thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách để thiết lập nó. Thế chúng ta sẽ thử xem nhé. Ví dụ trong trường hợp này là mình có cái bạn, mình lấy một cái hình ảnh như thế này, và chúng ta sẽ, mục tiêu của chúng ta sẽ là phải vẽ được cái hình này. Tất nhiên là chúng ta có thể bằng nhiều cách, chúng ta có thể có được một cái hình ảnh, một cái thiết bị, một cái phần tử như thế này, cái có sẵn. Ví dụ chúng ta cần có một hình ảnh có sẵn đây, và ví dụ các bạn mà lại muốn là đưa cái các cái hình ảnh vào đây thì bạn làm thế nào, xử lý thế nào. Ví dụ có thể bạn muốn vẽ lại, mình sẽ thử vẽ lại các bạn xem nhé. Ví dụ bạn muốn vẽ lại cái hình chữ nhật ở đây thì các bạn cứ vẽ cái hình chữ nhật vào đây là xong. Nhưng bây giờ bạn lại muốn là lấy cái hình chữ nhật này mà lại có cái chữ ở giữa, thì các bạn sẽ thấy là sẽ không có hai cách nhé các bạn nhé. Cách thứ nhất là các bạn sẽ dùng chữ nhật này, hoặc là bạn dùng hình này đều được nhé. Đấy. Thì nếu bạn dùng cái dạng textbook lần trước đi, thì chúng ta sẽ thực hiện làm như sau này. Chúng ta nên làm hình thức là lấy cái textbook này ra, đúng không? Và chúng ta sẽ format này, và chúng ta nên cái fill này nên chuyển thành no color nhé. Đấy. Và cái textbook này các bạn chuyển hết về không cho mình nhé. Cái thao tác từ thôi. Đấy, ấn không thì các bạn thấy các cái lề này nó sẽ về không hết này. Ví dụ bạn ghi số 12 vào đây, bạn muốn ghi số 12 bạn thì nó sẽ vào đây, và bạn cho căn lề giữa thì nó sẽ căn giữa, và bạn thấy bạn enter nó xuống thì nó sẽ xuống. Nhưng vấn đề là bạn muốn vào giữa chẳng hạn thì bạn có thể là gì, có nhiều cách. Có thể bạn vào paragraph này, bạn nó đang bị chỉnh before after nó nhiều quá, hoặc là cái này. Đấy, thì bạn ấn single chẳng hạn. Đấy. Mà thấy nó vẫn chưa vào cái giữa theo cái nguyện vọng của mình ạ, thì bạn cho cái phông này nhỏ lại, cái phông của cái dòng trên nhỏ lại một chút, cho đang 13/110 thôi, bạn thấy nó sẽ vào giữa đẹp hơn. Đây là cách thứ nhất nhé các bạn, là sử dụng cái textbook ở đây. Cách thứ hai ở đây bạn vẽ chữ nhật. Đấy, chữ nhật này các bạn này. Đấy. Môn số 12 các bạn ơi, bạn làm cái textbook nữa. Đấy, nhưng mà lần này bạn sẽ hơi thao tác khác một chút này. Bạn cái này cũng chuyển được không hết này, cái chỗ textbook viền này cho về không này. Đấy, cái chỗ nó color các bạn chuyển về không này, fill không mà line cũng không này. Đấy, thì các bạn sẽ thấy này, có thể đánh số 12 vào đây. Đấy, tất nhiên là cái độ chỉnh phông này do bạn, do bạn mong muốn nhé. Đấy, bạn số 12 vào đây. Đấy, bạn cho vào đây, bạn nhấc này vào giữa, nhấc vào chỗ nào thì do bạn mong muốn thôi. Bạn sẽ thấy là thế bạn sẽ có một cái chữ nhật và một cái hình và một cái chữ ở giữa. Thế bạn thấy nó có cái viền đây, chẳng qua cái viền này để chẳng qua mình đang để cái text boundary thôi. Nếu bạn in lên thì không nhìn thấy gì, chúng ta sẽ thử xem nhé, review nhé. Chúng ta nhìn thấy không, gần như nhau luôn, không thay đổi gì. Đây, chúng ta nhìn vào đây. Như vậy là đây chính là một trong hai cách các bạn sử dụng để đẩy chữ vào một cái hình mong muốn này các bạn này. Như vậy là khi bạn vẽ ra cái 12 thì bạn cứ copy nó ra. Nhưng cái 3 chẳng qua nó chỉ là khác cái 2 ở chỗ là gì, nó dài hơn thôi. Chúng ta dài ra. Đấy, chúng ta cái nhân dài ra và chúng ta lại copy. Đấy, chúng ta cứ ấn Ctrl nhé. Ấn Ctrl thì, và thì cái bạn này, ấn Ctrl này thì di chuyển đến cái cạnh của cái hình mà bạn mong muốn, cho thấy là con trỏ đang từ bình thường này. Đấy, nó sẽ chuyển thành dấu cộng ở bên cạnh con trỏ. Lúc đấy bạn có thể nhấc copy nó sang, thả control ra thì nó sẽ hết cái lệnh copy. Và lúc này bạn sẽ ấn lệnh này và bạn ấn điền cái con số bạn mong muốn đây, và bạn nên cho gọn này vào cho dễ nhìn chẳng hạn. Đó, nhấc ra. Đó. Như vậy là bạn có thể vẽ lại hoàn toàn những thứ này rất là dễ. Khi bạn muốn, nhưng khi bạn vẽ bạn nhìn thấy hai cái này nó rất dễ bị rời xa nhau, nên bạn nên là gì, cứ xong một cái nhóm đối tượng rồi bạn cứ gấp lại đây, bạn lấy chuyển vào con trỏ
mà có chữ Select Drawing Object và cái video trước mình đã chỉ cho các bạn đấy. Click vào đây, các bạn về chuột từ trái sang phải, chùm hết cả hai cái đối tượng của mình, bao nhiêu là do mình nhé, chùm 10 năm 10 thiết bị đều được nhé. Đấy, cứ về vào giống như kết đấy, bạn về vào đây, bạn ấn group lại thì lúc này bạn có nhận bạn nhất đi đâu nó chỉ cũng sẽ đi theo nhau hết thành một khối. Bên này cũng giống như vậy các bạn nhé, làm y hệt luôn. Đấy, sau khi các bạn thực hiện xong các cái phần khối này thì các bạn có thể là tùy ý các bạn thiết lập các cái phần khác giống như thế. Trong này mình nhìn thấy nó có cái hình cầu trục này này, hình cầu trục này thì các bạn sẽ thấy là bạn có thể là sử dụng cái hình giống như thế, hình giống như lúc trước chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái boundary thôi. Các bạn sẽ vẽ cái hình ra đây. Đấy. Và bạn gì ra là cái hình này nó hơi giống bề ngoài nhưng mà nó chưa đứt, chúng ta lại chuột phải vào đây. Đấy, chuột phải vào đây, cái fill thì có thể thành no color này, còn cái chỗ style này và cái dash này, hiện nay các bạn nhìn thấy cái chỗ dash nó đang gì, đang là liền, bạn muốn đứt thì bạn cho vào đây chọn nhân đứt. Đấy, tăng độ lên. Đấy, ok, bạn nhìn thấy không? Nó đứt theo khá giống thế này. Đấy. Và như vậy là khi mà các bạn đã sử dụng một cái hình như thế này, bạn có thể là vẽ cái gì mong bạn mong muốn rồi. Bây giờ bạn có thể vẽ một cái đường thẳng chẳng hạn, cho đường chéo chẳng hạn. Đường chéo lại, chuột phải. Như bạn thấy là mình vừa mới lấy nhầm nó sang thành những mũi tên thì các bạn không mũi tên nữa, bạn bỏ đi. Đấy. Bạn bên này nó thẳng rồi thôi, bạn chuyển này sang cái dash rồi. Nhưng muốn nó chấm ít thôi, chúng ta chấm nó ngắn thôi, chúng ta sẽ vào đây. Đấy. Chấm dài hơn thì chúng ta sẽ vào đây. Cái này tùy các bạn điều chỉnh nhé. Đấy. Ok, đấy, nhìn thấy không? Chúng ta sẽ tiếp tục làm đây. Đấy. Như các bạn muốn là gì ạ? Bạn có một cái sơ đồ như thế này sẵn rồi. Có một sơ đồ như này sẵn rồi. Thì mình làm nào, làm nào. Đấy. Ví dụ như các bạn lấy một cái mình để đồ án mà các bạn hay có chẳng hạn, các bạn chỉ việc cái gì ạ, dùng cái lệnh snipping tool của Windows ấy. Đấy, mình lấy một cái new nhé các bạn nhé, new nhé, new này. Đấy, thì các bạn để mình sẽ cắt đúng cái hình đó ra. Đúng cái hình đó ra. Đấy. Để vẽ nó đỡ một thời gian mà. Đấy, nó ra lên đây rồi. Đấy, chúng ta cắt đúng cái hình này thôi, chúng ta copy này, làm lệnh copy này. Đấy, copy này, chúng ta paste. Đấy, chúng ta sẽ thử paste xem cái hình có giống cái gốc ban đầu. Đấy, rất là giống. Và bây giờ chúng ta muốn là gì ạ? Vẽ một cái hình lại, một cái mặt bằng y hệt như này mà không thay đổi gì cả thì đơn giản thôi, chúng ta cứ vẽ từng bước một nhé các bạn nhé. Đấy, vẽ lại được trùng khít này luôn bạn này. Đấy, thấy không ạ? Đấy, ví dụ cái này nó là cái số đó. Chúng ta sẽ đây, chúng ta đang xin lỗi, mình đang để cái chữ nhật nên là nó chưa được. Các bạn vào cái textbox này, mình sẽ chọn cách thứ hai, cách chọn textbox này nhé các bạn nhé. Đấy, vào đây các bạn chuyển hết này thành không này, không này, không này, không này, ok này. Đấy, và bạn đánh ví dụ đây là 12 chẳng hạn, 12 chẳng hạn. Và các bạn lại chỉnh lúc nãy các bạn nhé, lại chỉnh vào cái paragraph này nhá, này nhá. Đấy, đẩy lên. Đấy, ví dụ bạn muốn đây là số 3 nhé, thì đây là số 3 nhé, lại copy nó sang và đây là số 3, đây là số 3. Đó, tương tự dưới này nhé, mình sẽ làm cái phía dưới này, các bạn khác cái chỗ này bên trên này làm tương tự nhé. Đấy. Đấy. Y hệt cho nó chồng lên cái cũ là được. Đấy, xóa đi, ví dụ đây 11 chẳng hạn, cái bên cạnh cái số 1 chẳng hạn, cái số 1 thì bản chất là xóa cái số 1 đi. Đấy, xóa mất đi một số thôi. Chúng ta vẽ lại cái cầu trục này nhé, cầu trục, ta có cái cầu trục đây. Đấy, bạn cần vẽ nét
đúng không? Ok, vẽ cho mình ra cái đường thẳng này nhé, nhấn đứt nhé. Giống như thế nhé. Đấy, như vậy các bạn đã có một cái đường nét đứt này, hình cấu trúc rất là giống như cái cũ rồi. Và lúc này bạn sẽ làm tương tự với hình khác này, sau đó bạn làm tương tự xong này, bạn sẽ thực hiện cứ tất cả những thứ lại. Đấy, đây nhá. Đấy, như vậy bạn sẽ có một cái hình khá là giống cái cũ rồi đấy. Đấy, đây. Đấy. Bây giờ bạn sẽ nhấc cái đó ra cái khu vực khác. Đây là cái mẹo các bạn đấy. Đấy, như vậy điều này đã giúp cho bạn gì, sao từ cái hình kia là một hình ảnh thành một cái hình y hệt như thế, không khác gì. Đấy, giúp cho các bạn là gì, thay vì phải đo đạc rất là chi tiết tỉ mỉ là cái khoảng cách từ viền này ra đây là bao nhiêu cm này, từ đây bao nhiêu cm này, giữa các thiết bị là bao nhiêu, từ đây lên đây là bao nhiêu, từ đây sang đây là bao nhiêu, chẳng hạn, căn như vậy rất vất vả, thì chúng ta sử dụng chính cái máy tính của các bạn để làm công cụ để vẽ rất là tốt, rất là nó sẽ bớt thời gian cho các bạn. Đấy nhá, các bạn nhá. Đấy là cái cách để các bạn vẽ cái hình ảnh tốt nhất nhá. Nhưng có một cách thứ hai. Có một cách thứ hai các bạn nhá. Để chúng ta mình sẽ chỉ cho các bạn cách thứ hai là đỡ mất thời gian hơn này. Khi các bạn đã có một cái sơ đồ để các bạn chụp ảnh ở trên máy tính rồi ấy, thì các bạn sẽ mình sẽ làm lại cái chỗ này nhé. Như vậy khi bạn làm một cái snipping tool, bạn lại sử dụng snipping tool này, mình sẽ cắt cái hình ảnh này, hình nào cũng được nhé các bạn nhé, không quan trọng nhé. Đây, đó, cắt đúng hình ảnh này nhé. Đó, ra đây rồi, bạn paste này. Đấy. Nhưng cái sự khác biệt ở đây khi bạn lúc trước bạn đây để kiểu này thì bạn như có thể vẽ các thứ khác đè lên đây, nhưng sau này chúng ta không thể group được cái hình ảnh này. Đây, ví dụ cái hình gốc của bạn lên đây chúng ta sẽ không thể vẽ được. Đây các bạn nhé. Đấy, bạn sẽ thấy là cái thiết bị, tức là cái nhóm thiết bị hoặc là cái khu vực bạn muốn vẽ, đây là những cái đường nét thêm, cái đường đỏ, cái đường thêm ở trên quốc này, còn cái ảnh dưới vẫn là ảnh gốc. Như vậy là cái việc như này sẽ làm cho bạn làm gì, không thể group được. Ví dụ bây giờ bạn muốn group những thứ này lại với nhau thì cũng chỉ là group những cái của quốc thôi, chứ còn hình ảnh thì không group được. Và như vậy là bạn nó vẫn bị trôi lệch nhau khi mà bạn show cái file quốc này. Thì cách để khắc phục cái chuyện này là cái gì, các bạn nên làm như sau này các bạn này. Mình sẽ làm một cái trang mới cho các bạn xem nhé. Cách làm như sau này. Đầu tiên này, bạn muốn đã copy đây, trở lại cái snipping này. Đã các bạn có cái ảnh này sẵn rồi này, thì bạn cứ copy này. Sau đó này, bạn vào cái textbook này, lại vẽ ra một cái textbook mới nhé, nhưng nó to ra. Đấy. Và các bạn sẽ chỉnh hết cái này về không này. No color hết, fill và line về no color, textbox này cũng phải không hết các bạn nhé. Mình làm rất chậm để các bạn có thể thao tác theo được này. Đó. Và bạn paste nó vào đây. Đó. Đúng chưa? Đó. Lúc này này, ví dụ như mình muốn vẽ một cái hình chữ nhật, mình muốn nhóm thứ này lại với nhau. Đó. Đây. Mình sẽ chuyển thành no color này. Cái này chuyển thành màu đỏ giống như các bạn đấy này. Và muốn chỉnh độ dày của cái đường này bạn muốn nhóm nhé các bạn nhé, bạn ấn vào đây. Đấy, bạn sẽ thấy là cái đường này với cái này nó đang để nhau này. Và bây giờ bạn muốn group cái textbook này, chứa hình ảnh này với các cái hình chữ nhật này, thì bạn làm thế nào? Đấy. Group lại thôi, lại và cái chuyển thành cái dấu nhắc của Word thành dấu mũi tên, và bạn sẽ vê nó vào bôi đen. Đấy, kích vào cái group này. Lúc này bạn sẽ thấy sao? Cầm cái viền này này. Cầm vào cái viền này nhé. Đấy, các bạn sẽ kích vào cái con trỏ này và các bạn sẽ thấy là nó chuyển thành cái viền này. Đấy.
màn hình nó di chuyển theo nhau hết tất cả. Lúc này là không thể có cái chuyện là cầm đây, bạn chạm vào cái đỏ như thế này, tất cả bạn bây giờ bạn không thể di chuyển được nữa. Đấy chính là cái lợi ích khi mà bạn muốn vẽ một cái hình ảnh, một cái thao tác với hình vẽ nhé. Bây giờ muốn tời nó ra để thao tác thì các bạn cứ kích vào cái chỗ hình ảnh của các bạn này, ấn mũi tên sang phải sang trái thì nó sẽ chuyển thành cái chế độ soạn thảo với textbox. Lúc này bạn có thể là ấn ungroup. Đây, bạn nhìn thấy di chuyển con chọc phía trên đây này, ungroup. Đấy, nó lại chuyển về trạng thái bình thường này. Sau đó này, bây giờ bạn muốn vẽ những thứ khác. Ví dụ mình muốn vẽ một cái tủ điện. Đấy, mình vẽ tủ điện nhé. Mình sẽ ví dụ cho các bạn vẽ một cái tủ điện ở trên hình ảnh này. Muốn vẽ một cái tủ ở vị trí nào, vị trí này chẳng hạn. Bạn muốn đặt ở đâu, đặt đây chẳng hạn. Muốn vẽ một cái tủ động lực nhé. Đấy. Và vẽ vào đây thôi, vẽ một cái hình chữ nhật đầu tiên này. Sau khi vẽ chữ nhật này rồi này, như bạn muốn là chữ nhật này được chia đôi cơ, thành hai nửa, một nửa là trắng, một nửa đen. Quy ước ký hiệu của tủ phân phối chúng ta sẽ copy nó ra nhé, ấn kích vào con vào cái chữ nhật đó, bạn ấn Ctrl này và cho con trỏ xuống dấu cộng này. Đấy, bạn chuyển sang đây. Đấy. Bạn cho này kéo xuống một nửa, bạn lại nhấc trở lại đây. Đấy. Bạn thấy là nó đã chia cái hình ảnh cái hình chữ nhật ban đầu thành hai nửa. Thế bây giờ muốn làm cho nó đen thì lấy vào cái hình chữ nhật bé, chuột phải vào đây, format shape và chỗ fill này, bạn chuyển thành màu đen. Lúc này bạn đã có một cái hình, một cái tủ điện màu đen, và bạn nhớ làm xong mỗi cái tủ điện đấy thì bạn cứ group nó nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ nhắc lại, nhắc ra đây các bạn nhìn này, đó nó có hình chữ nhật màu đen rồi này, một nửa đen nửa trắng. Lúc này bạn theo cái ước các bạn có thể bạn vẽ muốn to cả lô hoặc là bé cả lô, các bạn chỉ việc co ra kéo vào thế này là xong. Đấy, bạn copy nó vào đây. Đấy. Cứ ấn Ctrl là nó sẽ tự động copy các bạn nhé. Đấy. Tiếp tục bạn muốn để vào đây một cái chẳng hạn, cái này tùy các bạn do các bạn thiết kế thôi. Đưa vào đâu rồi chúng ta quay chuột này, muốn quay cái hình này, cái này đang để ngang này, bây giờ cần để dọc nó ra này thì quay chuột này. Đó, quay chuột này. Đấy. Chúng ta có cái biểu tượng quay đấy, quay vào đây, đặt đây chẳng hạn. Chúng ta như vậy được cái tủ thứ hai chẳng hạn, đặt thế nào cho mình nhé. Đấy, ví dụ thế. Đặt ở phía dưới này một cái nữa thì lại copy, nhưng hôm nay các bạn thấy nó bị ngược không, màu đen đúng ra phải quay vào tường thì mình lại để thế này nó bị ngược, chúng ta lại xoay ngược lại thôi. Nếu các bạn muốn xoay ngược lại cũng được, hoặc là các bạn vào cái biểu tượng flip này các bạn này, các bạn có thể flip dạng trục ngang trục dọc thế nào mới hết này. Ví dụ mình để cái này thì nó lập, bạn nhớ đang đẩy nhé, nửa đen nó ở phía trên, thì bây giờ mình kích vào cái flip vertical này thì nó sẽ quay cái màu đen xuống dưới. Đấy, đây chính là cách này các bạn này. Còn nếu các bạn muốn quay sang quay dọc này thì bạn muốn quay sang đây cũng được này. Đấy, cũng thế thôi. Nhưng mà vấn đề ở đây là nó thao tác này nó theo góc 90 độ. Còn nếu mà quay theo kiểu này thì quay nghiêng là theo ý mình. Đặc biệt chính là như vậy. Đấy, nhé. Đấy, bạn quay như nào cho mình nhé. Đấy. Tương tự những chỗ khác cũng thế, bạn cứ nối ra là các tủ này với nhau. Và chúng ta thông thường là hay thiết kế có một cái tủ nữa là tủ phân phối nữa chẳng hạn. Phân phối chúng ta thường là ký hiệu nó như thế nào, chúng ta hay ký hiệu nó là một cái hình chữ nhật to này, bên trong nó là hình những hình chữ nhật con đúng không. Đấy. Thì các bạn có nhiều cách các bạn vẽ, nếu bạn muốn vẽ thủ công thì bạn vào đây cứ vẽ những đường thẳng thôi. Đấy. Vẽ một đường thẳng ở giữa để ngăn đôi cái tủ này ra này. Mình muốn vẽ thẳng hẳn, thông thường nhé, bạn vẽ này có thể là thả tay ra khi là cái đường thẳng của mình không thẳng hẳn. Thì muốn vẽ thẳng thì bạn ấn Shift nữa. Sau lúc bạn kéo dài đường thẳng thì bạn cứ ấn Shift thì nó sẽ thẳng căng cho mình luôn. Đấy. Như vậy nó sẽ đôi được cái hình chữ nhật của mình ra này. Sẽ đôi ra này. Mình vẽ lại cho các bạn một lần nữa, các bạn nhìn này. Đấy, một cái chữ nhật này. Mới đầu làm cứ làm to ra cũng được. Đấy. Rồi bạn vẽ một cái đường thẳng này. Ấn Shift này, nó thẳng này. Nhớ phải ấn Shift cho lúc kéo chuột nhé. Đấy, và bạn muốn vẽ vào đây. Đó.
đấy, control để là copy này ra, đấy, cứ copy này ra nó đều đều theo mắt mình là được. Ví dụ thế, thế là do các bạn thôi. Đấy, như vậy bạn đã có một cái hình chữ nhật rồi. Lúc này các bạn sẽ mong muốn là tạo ra một cái group cho nó đúng không? Bạn nên cách bên ngoài bạn group cho dễ, nó được đang có trong cái khu vực vẽ này thì rất khó khăn nhé. Nhất ra ngoài bạn vẽ này, một group này. Đấy, như vậy nó đang từ một cái hình đơn lẻ thì bạn đã chuyển thành một cái hình khối. Như bạn muốn đặt một cái tủ phân phối ở đây. Đấy, thì bạn vẽ nó đây là xong, để mình xóa này cho dễ nhìn nhé. Đấy. Như vậy tiếp theo bạn có các tủ rồi thì bạn sẽ nối từ tủ phân phối này đến cái tủ động lực thôi. Đấy. Đối với cát chẳng hạn, chúng ta vẽ hay vẽ nó đứt, chúng ta cứ vẽ nó đứt và nó dày lên một chút. Đấy, tôi chuột phải này, vẽ vào cái này đứt chẳng hạn, nó dày lên cho dễ nhìn nhé các bạn nhé. Đấy, thấy không? Đấy, rất rõ. Đấy. Và các bạn nối từ đây sang đây thì nó bình thường. Đây chẳng hạn. Bạn nhìn thấy cái hình ảnh của các bạn đã lên hình rồi đấy. Các bạn cứ vẽ những cái tương tự khác tương tự như vậy. Bạn muốn cấp công nguồn vào đây thì dễ thôi, các bạn cứ ấn mũi tên này này, cấp nguồn vào đây. Nó chính là cái tủ điện của mình ý, là muốn có hai nguồn đến thì hai nguồn đến, mà ba nguồn đến thì ba nguồn đến. Thông thường chúng ta chỉ có một hoặc hai thôi. Chính là cái đường đến chúng ta. Và ghi cái gì vào đây thì tôi muốn ghi là nguồn đến chẳng hạn, chúng ta thêm cái tích bốc vào đây. Chúng ta phải làm cái đường này nó gọn vào thì cái hình ảnh của ta sẽ không rơi ra ngoài viền như này nhé. Mình đang làm thử cho các bạn xem thôi. No color này, cái này cũng no color hết này. Cái này chỉ là không này, không này, không này, không này. Chúng ta thao tác chúng ta ghi cho cái nguồn này nhé. Nguồn 0,4 kV này. À, ghi cái gì cũng được, đây chỉ là những mẫu cho các bạn thôi. Và bạn thấy nó lại bị giãn cách nhiều quá đúng không? Thì bạn lại vào cái paragraph này bạn chỉnh cho ý mình nhé. Ví dụ như bạn không muốn giãn cách, bạn cho vào single này thì nó sẽ cạnh với nhau nhìn rất đẹp này. Đấy. Đấy. Tương tự như vậy chỗ khác mà bạn mua có vẽ cái gì đó thì đều có cái cấu trúc như này. Bạn cứ vẽ theo từng nét một. Đây là mình đang diễn tả cho các bạn là những cái đường fill cơ bản. Hoặc là nếu như bạn mà muốn cấp cao hơn thì có thể bạn cứ chuột phải vào đây và bạn cứ vào cái format shape này. Shape này trong này nó sẽ khi cái fill này, này nó sẽ có thể cho bạn nhiều những cái tính năng khác, ví dụ như cái fill effect này cho bạn chèn được những cái hình ảnh dọc ngang đấy. Nên mình nói là các bạn làm vẽ tay cái hình cái tủ này thì cũng ok thôi, nhưng cũng có thể làm tự động như thế này đấy. Những cái hình ảnh này thì thường là cái mật độ nó dày, nó không theo ý mình nên đôi khi nó lại hay giống các hệ thống hiệu khác. Chúng ta nên hiệu là vẽ tay thôi, tuy nhiên cách làm nó cũng tương tự như vậy đấy. Và khi các bạn muốn sử dụng cái hình này, muốn vẽ lên cái sơ đồ nguyên lý chẳng hạn thì cũng rất đơn giản. Thì các bạn cứ lên vẽ những đường thẳng thôi. Ví dụ bạn có một cái vẽ một cái đường dây đúng không, bạn muốn vẽ một cái đường dây này, một cái này, một cái nguồn đến này. Đấy, sau đó là muốn ta thử vẽ cách ra để vẽ automat này đúng không, vẽ cách ra để vẽ automat này. Đấy, automat vẽ khoảng nghiêng khoảng độ góc 10 giờ thì nó đẹp nhé. Đấy, bạn ghi, thường ghi automat vào đây này, ghi automat chẳng hạn, ví dụ thế. Automat này. Bạn muốn đến đây rồi thông thường bạn hay nghĩ đến là gì, cái tủ phân phối này. Còn tủ phân phối này chúng ta sẽ vẽ vào đây một cái thanh cá. Đấy. Tôi vẫn để tách các nơi thì các bạn sẽ thông thường là thanh cá nhé, thì các bạn nhé, các bạn sẽ vẽ nó một cái nét nó dày lên, dày lên nên vẽ là 1,5 đến 2. Đấy, 1,5 là đẹp cũng là được rồi. Đấy. Tiếp tục này, bạn muốn từ automat này lại đến các cái tủ động lực ở phía này, ba tủ động lực chẳng hạn, thì các bạn sẽ copy cho nhanh nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy. Ra đây rồi chẳng hạn thì mình cứ ấn control xong shift thì nó sẽ
kéo sang ngang luôn, control shift nha các bạn nhé, cứ kéo thoải mái. Ví dụ các bạn automat 1 2 này ạ, 3 này ạ. Đấy. Xuống cái tủ phân phối, xuống cái các tủ khác. Tủ khác. Ví dụ xuống tiếp tục đến một cái tủ nữa là cái tủ động lực. Các bạn cứ vẽ tương tự thôi. Các bạn lại có thanh cái phải không ạ? Lại có thanh cái. Có nghĩa là chúng ta chỉ vẽ đường thẳng thôi, chúng ta cứ vẽ thôi. Xong. Đấy. Thì tiếp tục các bạn lại muốn một cái automat. Đấy, một cái automat như thế này. Một cái copy thôi. Đấy, thẳng xuống. Chúng ta nên copy thì chúng ta thường mới vẽ thì sẽ thấy là cái tay vẽ của chúng ta hay là cái góc nghiêng nó không giống nhau, thì chúng ta cứ copy thì nó sẽ đều y hệt như nhau. Đấy, ví dụ bạn muốn cấp biến tải là một cái động cơ chẳng hạn. Tải một cái động cơ này. Nếu bạn nào mà vẽ một cái chế động cơ vào đây cũng được. Đấy. Cái chế động cơ vào đây. Động cơ 1 chẳng hạn. Nếu bạn nào cầu kỳ thì lại không ghi động cơ 1 đây, mà các bạn sẽ lại làm kiểu này. Cũng được nhé các bạn nhé. Đưa một cái ảnh vào đây. Các bạn sẽ vào cái Google này ạ. Tùy các bạn. Động cơ này. Bạn sẽ vào cái chế độ tìm hình này. Đấy, mình lấy ví dụ như các bạn lấy cái hình này chẳng hạn. Và bạn sẽ cắt cái hình này. Đấy, hình này nhé. Đấy. Copy này. Chúng ta sẽ copy nó nhé. Đấy. Chúng ta sẽ paste copy này trong paste này. Đấy, paste nó đấy. Đấy. Nhiều bạn sẽ cầu kỳ vẽ như thế này cũng được. Tốt quá, động cơ 1. Và như vậy. Trong chỗ khác các bạn sẽ làm tương tự như vậy, bạn lại copy nó sang thôi. Đấy. Quan trọng là đủ diện tích, là vẽ là bố trí thế nào cho đủ diện tích được trên một cái file word. Nếu như vẽ không được thì chúng ta sẽ chuyển cái này sang ngang chẳng hạn. Đấy. Đấy. Như thế, bạn lại thêm hình khác vào đây. Mà group tất cả những cái chỗ này lại với nhau. Thế là bạn có một cái sơ đồ nguyên lý ở trên word rất đẹp. Các bạn nhớ là vẽ trên Word này nó rất đẹp và nó sẽ luôn luôn giúp mình cái bản in của mình như đạt chất lượng rất cao ấy. So với những cái bản khác vẽ trên CAD chẳng hạn thì copy sai mà không đúng cách thì cái đường của mình nó sẽ không chuẩn. Thậm chí nó sẽ bị một số nét bị mờ. Bản vẽ trên CAD, vẽ trên Word này là hợp lý nhất. Đây là cái hôm nay là mình sẽ dẫn cho các bạn, đang dẫn được cho bạn là cái nội dung là vẽ trên Word. Rất là cơ bản để các bạn ứng dụng được vào các cái nội dung của các bạn. Đây chỉ là một cái ví dụ của một cái đồ án để giúp các bạn có một cái đối tượng để vẽ thôi. Các bạn có thể vẽ bất kỳ thứ gì tương tự như thế này. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.